Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ 3 mô hình WWE The New Day Series 94, gồm có mô hình WWE Sabio Woods Series 94, mô hình WWE Big E Series 94 và mô hình WWE Kofi Kingston Series 94. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Sabio Woods Series 94. Mẫu hình WWE Sabio Woods Series 94 gồm có một mẫu hình Sabio Woods không đi kèm phụ kiện. Ngoài Sabio Woods thì dòng WWE Series 94 chúng ta còn có các mô hình sau: Randy Orton, Kofi Kingston, Big E và Walking Matt Hardy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Big E Series 94. Mô hình WWE Big E Series 94 gồm có một mô hình Big E không đi kèm phụ kiện. Ngoài Big E thì dòng WWE Series 94 chúng ta còn có các mô hình sau: Randy Orton, Kofi Kingston, Sabio Woods và Walking Matt Hardy. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Kofi Kingston Series 94. Mô hình WWE Kofi Kingston Series 94 gồm có một mô hình Kofi Kingston không đi kèm phụ kiện.
Ngoài Kofi Kingston thì dòng WWE Series 94 chúng ta còn có các mô hình sau Randy Orton, Big E, Xavier Woods và Walking Matt Hardy. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về bộ 3 mô hình WWE The New Day Series 94 gồm có mô hình WWE Xavier Woods Series 94, mô hình WWE Big E Series 94 và mô hình WWE Kofi Kingston Series 94. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!